Trung Quý, gọi điện thoại tới Thạch Khấu Môn, kêu anh Cường về đây ngay. Hôm nay có chuyện rồi. Dạ. Tới rồi. Cô Phụng sao? Đinh Lực. Cô Phụng à, sao cô tới đây vậy? Văn Cường đâu? Anh Cường nói tối nay chắc chắn tới, chỉ là trễ một chút thôi. Không có ở đây hả? Trình thấy mình nói có sai đâu, hắn đâu có coi trọng Trình. Cô Phụng à, vào trong mau. Anh Côn. Anh Côn. Anh Côn. Đóng cửa lại đi. Alo. Chú cụ à, giải quyết xong rồi. Có điều tên Hứa Văn Cường đó không có tới. Coi như là hắn may mắn á. Tốt. Làm tốt lắm, tốt lắm. Cứ làm theo kế hoạch của chúng ta. Chưa có lệnh của tôi, nhớ là không được làm bừa. Anh ráng chịu đau chút nghe. Tránh ra. Né cái gì? Cậu né cái gì? Tôi kêu cậu bảo vệ cô Phùng, giờ cô đâu? Anh cũng đâu bảo vệ được cổ đâu. Cái thằng khốn này. Xảy ra chuyện gì? Anh Cường. Anh Cường. Anh Cường. Anh Cường.
Cô Phùng bị bắt cóc rồi. Là ai làm? Vẫn chưa biết. Đồ khốn kiếp. Chứ Cửu, chứ Cửu, không hay rồi. Tình Tình bị bắt cóc rồi. Cái gì? Phùng Trình Trình là con gái của Phùng Kính Nghiêu á hả? Dạ phải. Lần này thì hay rồi. Bị bắt cóc ở đâu vậy? Trước cửa nhà hát lớn Mỹ Hoa. Nguyên đám người xông vào bắt cô ấy đi. Có nhiều người mất mạng và bị thương nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu về nhà trước đi. Ngày mai tính sao? Ngày mai? Ngày mai không kịp tới đâu. Hay là tôi dẫn theo vài người lập tức đi điều tra. Quay lại đây. Không được làm bừa. Con gái của Phùng Kinh Nghiêu xảy ra chuyện, chẳng lẽ đây là chuyện nhỏ sao? Nếu làm không khéo thì nguyên cái bến Thượng Hải này sẽ bị lật tung lên hết. Cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không? Hàn Lâm à, bến Thượng Hải không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nhiều lúc phòng tuần bổ chúng ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Cứ để cho họ tự tìm trước đi. Hứa Văn Cường gọi điện tới nói cô ấy lập tức dẫn người đi tìm. Nhờ tôi nhắn lại với ông, xin ông cứ yên tâm, cô ấy nhất định đưa cô hai về. Nó có biết là ai làm không? Tới giờ vẫn chưa có manh mối. Đồ khốn kiếp, chính nó đã hẹn Trình Trình ra ngoài. Nếu xảy ra sơ sẩy gì, tôi chắc chắn chôn sống hết tụi nó. Tôi nghĩ kẻ gây ra chuyện này sẽ đưa ra điều kiện với chúng ta liền thôi. Không chờ được. Mời hết các vị đương gia ở bến Thượng Hải tới đây ăn một bữa cơm tối. Nói là con người không giữ quy củ. Phùng mổ tôi đây muốn xin thỉnh giáo mọi người. Ông Phùng à, giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ nào bắt cóc cô hai. Nếu mời hết các đương gia ở đường khẩu tới, tin này mà đồn ra ngoài thì những tên chống đối với chúng ta không biết chúng có. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Tôi lại muốn xem thử ngay lúc mấu chốt này ai nhảy từ đằng sau ra cắn tôi một miếng. Chúng ta báo một tiếng với bên phòng tuần bổ. Gọi liền đi. Alo. À, chú Tường hả? Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? À, chú yên tâm đi, chúng tôi sẽ có cách giải quyết của mình. À, nhờ chú nói lại với ông Phùng, nói ông ấy đừng lo lắng quá. Ngoài ra nếu có bất cứ vấn đề gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Hả? Cảm ơn ông nhiều. Ông Phùng chắc chắn sẽ ghi nhớ những người đã giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. À, đây là trách nhiệm thôi, đừng có sáo. Được rồi, tạm thời vậy đi. Hả? Chào chú. Cho tôi gặp chú Dũng Cửu. À, Mã Tổng Tham Trưởng, ông cứ yên tâm đi. Vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý của tôi, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm rồi. Tôi sẽ đi điều tra ngay. Ông Phùng là nhân vật nổi tiếng. Nếu chuyện này mà làm lớn ra rồi thì không tốt cho tôi lẫn ông đâu. À, phải. Lập tức điều tra coi chuyện này do cái nào làm. À, dạ. Tổng Tham Trưởng, ông yên tâm đi, tôi lập tức đi điều tra.
nổi tiếng hả? Trinh Trinh, mình sợ lắm. Nếu không về nhà thì mẹ mình sẽ lo lắm. Mình xin lỗi, đã làm liên lụy Kỳ rồi. Bọn họ có làm gì chúng ta không vậy? Không có gì đâu, chị yên tâm đi. Chắc chắn Văn Cường sẽ tới cứu mình mà. Trình thì sướng rồi, còn có một người để mà nhớ. Nếu mình mà chết một cách không rõ ràng thì đáng tiếc quá. Mình chưa được biết hương vị tình yêu. Đừng có nói bừa, đừng bi quan tới như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ không chết đâu. Ông trời sẽ phù hộ chúng ta, biết không? Nằm yên, đừng có đứng dậy, coi chừng vết thương hở miệng đó. Anh Cường à, thật ra anh đối xử của phòng kiểu gì vậy? Anh hẹn người ta rồi anh lại không tới, rốt cuộc lúc đó anh đi đâu chứ? Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi, anh nói làm sao với ông Phùng bây giờ chứ? Được rồi, đừng nói nữa, đều là lỗi của anh. Vậy anh nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh Cường, anh Lực, hồi nãy các anh em có người nhìn thấy Kim Đại Trung đó. Làm phiền rồi, xin mời. Làm phiền, xin mời. Ông Phùng. Ông Phùng. Chào ông Phùng. Hôm nay làm phiền các vị quá rồi. Bên ngoài trời đang mưa to, còn mời các vị tới tận đây cũng chỉ tại không biết làm sao hơn. Phùng Kính Nghiêu ở đây xin nói lời xin lỗi các vị. Hôm nay có kẻ đã bắt cóc con gái tôi rồi. Là tên nào vậy? Sao dám bắt cóc con gái của ông Phùng chứ? Mọi người làm ăn ở bên Thượng Hải đều phải giữ một quy tắc: không được lạm sát người vô tội, không được tiệc đường hương quả đào mồ người khác. Hôm nay bắt cóc con gái của tôi chính là đã đào mồ tổ tiên tôi rồi. Phùng Kính Nghiêu tôi ở bên Thượng Hải lăn lộn mấy chục năm trời, được các vị yêu mến, bất cứ chuyện gì cũng nể mặt tôi vài phần. Mọi người đều làm ăn theo quy củ, rõ ràng rành mạch, ai làm phần mình. Những ngày tháng chém giết đó cũng đã qua lâu rồi. Bất cứ ai có chuyện gì cũng tới chỗ tôi đây hỏi tôi một tiếng, đó là vì nể mặt tôi, coi trọng tôi. Hôm nay Phùng Kính Nghiêu tôi cũng đã xảy ra chuyện như vậy, nên mời các vị tới đây
nói một lời công bằng giúp tôi. Kẻ gây ra chuyện này phải chặt đứt hai tay hai chân của nó, phải tru di cửu tộc của nó mới được. Mọi người đều biết quy tắc, cho dù là có thù hằn gì cũng không nên làm mấy chuyện như thế này. Đúng vậy, mọi người đều phải giữ quy tắc chứ. Ông Phong à, người của Thanh Bang hội chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện vô lương tâm như vậy đâu. Ông cứ việc yên tâm đi, chỉ cần ông nói một tiếng thôi, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm ngay. Bến Thượng Hải cũng không phải là quá rộng lớn gì, lật tung lên hết thì chắc chắn sẽ tìm ra được tiểu thư. Được, nếu như các vị đều cảm thấy chúng làm như vậy là bỉ ổi hèn hạ thì Phùng Kinh Nghiêu tôi không thể để chúng làm hỏng quy tắc được. Tôi nhờ các vị chuyển lời của tôi ra ngoài. Chỉ cần chịu thả con gái của tôi về thì ân oán sẽ được xóa sạch. Bằng không, chúng sẽ chết không có chỗ chôn thây. Mà lên, đánh đi. Mày lại mày quá. Qua hên quá, nay xui. Đánh đi. Đánh đi, lại lên. Mau lên, chia đi. Ê, Kim Gia. Kim Gia. Các anh em, phải chú ý. Cẩn thận, canh chừng cho kỹ. Rốt cuộc các người là ai hả? Đập tức thả chúng tôi đi. La đi, cô cứ la đi. La tiếng khang cả cổ họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Các người không sợ phòng tuần bộ bắt các người sao? Chúng tôi có quen biết với người ở phòng tuần bộ đó. Phòng tuần bộ. Tuần bộ. Người đẹp à, tôi chính là tuần bộ nè. Coi kìa. Cái con bé này đúng là xinh thật đó. Đúng là con nhà khuê cát mà. Cuối cùng các người muốn làm gì đây? Ê, muốn nói chuyện với ba của cô. Muốn xin ba cô cho một chén cơm. Tôi bây giờ em coi, mặt mày dơ hết rồi nè. Đàng hoàng chút đi. Chỉ một câu nói của Phùng Kính Nghiêu ba cô đã làm tôi phải ăn cơm tù hơn một tháng. Suốt một tháng trời đó tôi chẳng được nhìn thấy một người phụ nữ nào hết. Trời ơi, lại đây. Chánh ra. Cô, cái con nhỏ chết tiệt này. Kim Gia, chú cụ có dặn là... Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám động tới chúng tôi lần nữa thì coi chừng ba tôi với Văn Cường giết chết ông đó. Được, bây giờ tôi sẽ đi gặp ba cô, đi gặp Hứa Văn Cường. Tôi sẽ cho hắn một cơ hội, cho hắn tới cứu cô, anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Gia, ông đi đâu vậy? Có cần dẫn theo dạ anh em không? Không cần. Tôi tới Mỹ Hoa cược vài ván. Canh chừng đi. Kim Gia đi thông thả nghe. Tiếp đi. Rồi, chia đi. Mặc kệ mấy cổ đi nha. Chia tiếp. Cô ấy bị bắt cóc là có sắp đặt sẵn. Lực à, còn người nào biết 7 giờ cô ấy sẽ tới đây không? Kim Gia, đi. Anh Lực, anh Cường, Kim Đại Trung đã ở sòng bạc. Trần Hàng Lâm cũng tới đây luôn rồi. Kim Đại Trung tới đây một mình sao? Đúng vậy. Tôi đi gặp Trần Hàng Lâm trước để coi cậu ấy muốn cái gì. Cứ theo dõi Kim Đại Trung, khoan động tới hắn trước đã. Nhớ đem theo súng. Anh Lực,
Tìm tôi à? Mọi người vô trong chờ đi. Dạ. Đi. Tôi tìm anh về chuyện của Trình Trình. Vì tôi biết bây giờ chỉ có anh cứu được cổ thôi. Tôi nhất định không để cô ấy gặp chuyện. Vậy sao hôm nay anh lại thức hẹn chứ? Làm sao anh biết vậy? Tại vì tôi cũng hẹn với cổ. Còn ai biết chuyện này nữa không? Chú Cửu bên phòng đường bộ. Alo. Chú Cửu à, ông Kim không nghe lời chú, tới Mỹ Hoa tìm Hứa Văn Cường rồi kìa. Đúng là khốn kiếp. Cái thằng chết tiệt này đúng là làm chuyện gì cũng không xong, chỉ giỏi phá hoại mà thôi. Tụi bay canh chừng cẩn thận cho tao. Nếu để xảy ra sơ suất gì, tao lột da của tụi bay đó. Người đâu? Dạ đi đâu ạ? Tới nhà của Phùng Kính Nghiêu. Dạ. Mười. Tôi thắng rồi. Của tôi hết. Rồi, đặt tiếp đi. Đặt xong lấy tay nghe. Hả? Trời, cái gì vậy? Kim Mập, mày chán sống rồi hả? Còn dám tới đây chơi sao? Các vị thật là ấy nấy quá. Hôm nay Mỹ Hoa chúng tôi có chút chuyện riêng cần phải giải quyết. Mời các vị ra quầy phía trước đổi tiền cược. Ai thắng chúng tôi tặng gấp đôi. Còn thua thì đều không tính. Cái sòng bạc này của các người làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Đang tới lúc có hứng còn đánh người ta nữa. Đánh người hả? Hôm nay ông mày còn muốn giết người nữa đó. Lực, bỏ hắn ra. Thằng mập kia, tốt nhất mày hãy nói cô Phùng đang ở đâu. Nếu không tao cho một phát nát đầu bây giờ. Bắn đi, mày bắn đi. Tao chết rồi á, Phùng Trình Trình cũng mất mạng luôn. Thằng khốn này. Lực, cứ để anh nói với hắn. Hứa Văn Cường, anh muốn nói gì với tôi hả? Ông muốn nói cái gì với tôi? Ông muốn tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó. Hay là chơi một ván với tôi đi. Không thành vấn đề. Ông muốn chơi bài gì? Chơi bài đơn giản thôi. Chơi xì dách. Có cái gì? Anh nhiều lúc anh quyết định tôi theo anh. Cảm ơn ông Đạch Dương. Anh hứa, không ngờ một cái nhà hát bị các anh biến nó thành cái sòng bạc.
mà làm ăn cũng khá thật. Việc mà hồi đó tôi không thể nghĩ tới. Thì cũng nhờ có miếng đất quý báu này của ông Nghiêm thôi. Anh hứa, anh không những làm ăn giỏi mà chơi ba cái trò này cũng khá lắm. Hồi nãy tôi đặt cược nhiều quá, thua sạch hết rồi. Ông chỉ là thiếu may mắn thôi. Có cần tôi cho ông mượn tiền không? Tiền đúng là tôi hết rồi. Nhưng mà tôi có một thứ này, không biết có thể dùng để đặt cược không? Anh Cường, bông tai của cô Phùng nè. Chỗ này, Trình Trình đang ở đâu? Mày cút ra cho tao. Cút ra. Anh Cường, tôi chấp nhận cái ông dùng để cược. Giờ muốn tôi cược gì đây? Hứa Văn Cường, anh đúng là một người thông minh hiểu chuyện. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Chú Cửu, ông ấy cần bằng khoáng đất. Tôi cần mạng sống của hai người các anh. Có dám cược không? Được, không thành vấn đề. Nhưng trước khi chơi phải thỏa thuận trước. Mạng của chúng tôi chẳng đáng gì, bằng khoáng đất cũng không đáng giá. Ông muốn cái gì tôi đều có thể cho ông. Nhưng mà có một điều, nếu cái ông dùng để cược xảy ra bất cứ sơ sẩy gì thì e là sau này ông không còn cơ hội chơi nữa đâu. Hứa Văn Cường, anh đang uy hiếp và khủng bố tôi hả? Được. Hứa Văn Cường, hôm nay tôi mệt rồi, tôi xin phép về trước. Mai mốt chúng ta còn nhiều cơ hội lắm. Tôi luôn sẵn sàng. Đợi tới ngày tôi lấy lại được lệ đô của tôi thì hy vọng anh Hứa đây sẽ chiếu cố thêm cho. Nhất định. Muốn đi đâu? Cho hắn đi đi. Buông ra. Thì ghét. Anh Cường, anh cho thằng mập nó đi thiệt hả? Em bám theo hắn đi. Theo tao. Được rồi, tôi báo cho ông Phụ biết liền. Văn Cường à, anh cứ bám sát tên Kim Đại Trung, tôi lập tức cho người tới đó. Coi ra đại ca các đường khẩu ở bến Thượng Hải đều đã tới đây đông đủ hết rồi.
Ninh Lực đang bám theo tên Kim Đại Trung, ông cứ yên tâm. Ông Phùng à, chú Nhuận Cửu phó tổng tham trưởng phòng tuần bộ tới rồi. Mời vào đây. Chú Cửu. Nhân vật lớn ở bên Thượng Hải đều có mặt đầy đủ. Chú Nhuận Cửu tôi xin chào các vị. Mời ngồi. Phó tổng tham trưởng, tôi đang định tới phòng tuần bộ báo án đây. Con gái của tôi bị bắt cóc rồi. Tôi tới đây chính là vì chuyện này. Vậy thì tôi xin cảm ơn chú trước. Đừng khách sáo. Ông Phùng à, về tung tích của cô Phùng, đúng là tôi có chút manh mối rồi. Tôi không có đắc tội gì với ông chứ. Đâu có. Ông Phùng à, ông hiểu lầm rồi. Làm gì có chuyện đắc tội gì chứ. Ở bên Thượng Hải, ông Phùng chỉ cần nháy mắt thôi thì cũng có người phải chết mà. Tôi chỉ là một phó tham trưởng phòng tuần bộ nhỏ bé, làm sao dám đắc tội với ông. Hơn nữa, ông sắp làm qua đổng của cục công bộ rồi. Cục công bộ lại là cấp trên của phòng tuần bộ. Tôi còn phải xin ông Phùng đây cất nhắc thêm, chiếu cố thêm cho tôi. Làm sao dám đắc tội với ông chứ. Ông cứ trả giá đi. Muốn bao nhiêu tôi cho ông. Ông Phùng à, không phải tiền của tôi, một xu tôi cũng không nhận đâu. Ông Phùng à, ông lại hiểu lầm rồi. Con gái rượu của ông không phải bị tôi bắt cóc đâu. Cho dù tôi có gan lớn mặt trời cũng không dám bắt cóc con gái của ông. Vậy rốt cuộc ông muốn cái gì? Tôi tới đây là để chuyển lời giúp ông Đỗ Bang ở cục công bộ. Nếu như ông Phùng sẵn lòng giao thứ mà ông ấy muốn có cho ông ấy, thì sáng sớm ngày mai, cô con gái rượu của ông sẽ xuất hiện ngay trước mặt ông, không hề trầy xước một chút nào. Đồ khốn kiếp. Ông về nói lại với tay Đỗ Bang đó. Bằng khoáng đất, ông ấy có thể bàn với tôi. Con gái tôi thì nhờ ông ấy chăm sóc đàng hoàng giùm tôi trước vậy. Được. Được lắm. Ông Phục à, lời của ông tôi nhất định sẽ nhắn lại. Thôi được rồi, tôi xin phép cáo từ. Bên ông Đỗ Bang còn đang chờ tôi về để báo tin mà. Ông Phùng à, tôi thấy nên để mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Tất cả những người có máu mặt ở bên Thượng Hải đều tụ tập hết ở đây, người khác không biết, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lao nữa đó. Tường à. Dạ. Tiện khách. Không cần đâu. Ông Phùng à, suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện cho tôi nghe.
chết tiệt. Tớ xác nó. Ông Phùng à, đừng sốt ruột quá. Hắn cũng chỉ muốn cái bằng khoáng đất. Nếu chuyện này làm tới cùng thì cả hai cùng chết. Tôi đang nghĩ là Đỗ Bằng cũng không dám thẳng tay tới vậy đâu. Đúng là anh nói có lý. Tôi sợ ý quá rồi. Tôi sợ ý quá rồi. Vậy thì gọi điện thoại cho hắn đi. Gọi cú điện thoại. Đinh Lực à, đại gia nói mày nghe, đừng có bám theo tao giống như một con chó. Cẩn thận, tông chết mày đó. Hả? Tên họ Đinh, ông đây không đánh chết mày thì theo họ mày luôn á. Dừng tay lại, dừng tay lại, để cảnh đứng yên, cảnh đứng lại, dừng tay lại, đứng yên bên, đi chưa, dừng tay lại. Cái thằng chết tiệt này làm phản hết rồi, thật không còn biết luật lệ gì nữa. Các anh em đi. Muốn đi đâu hả? Hành hung giữa đường, gan của anh càng ngày càng lớn rồi. Tôi đang định tìm ông đây. Giao cô Phụng lại cho chúng tôi ngay. Người đâu? Bắt thằng say rượu này, giải về phòng tuần bổ cho hắn tỉnh rượu đi. Lão già kia, có giỏi thì bắn chết tôi đi. Bắn tôi không chết, có ngày tôi giết chết ông đâu, có tin không? Tốt lắm. Bây giờ cộng thêm một tội: đe dọa tuần bổ. Dạy đi. Đi, mở lên, đi mau. Đi, đi. Các anh em, theo lượng tới phòng tuần bổ ở mấy ngày đi. Đi mau. Đi, đi. Đi mau, đi. Chú cũ à, may mà có chú khống chế tụi nó. Hồi nãy tụi nó điên cuồng thiệt đó. Tôi trị tội anh trước. Chút nữa đã làm hỏng chuyện của tôi rồi. Muốn ra hoài lắm có phải không?
có chỗ dựa rồi phải không? Hả? Đúng là thằng ngu mà. Đi về. Đi, về báo tin. Cô Phương, cô tới rồi. Xin mời. Sao em tới đây vậy? Em biết chuyện rồi. Cũng tại em không tốt. Nếu như em không uống nhiều quá, cứ bắt anh ở lại nói chuyện, thì cũng không xảy ra mấy chuyện này. Cũng không thể trách em, không ai ngờ trước được. Đã có tin tức gì chưa? Kim Đại Trung vừa tới đây, hắn thừa nhận là hắn làm. Em đoán đúng rồi. Chắc anh đạp đổ hắn, hắn chắc chắn sẽ trả thù. Không đơn giản gì đâu. Mục đích của hắn chính là muốn lấy được bằng khoan đức, là bằng khoan đức cho chú Cửu. Chú Cửu làm việc cho người ngoại quốc. Về bằng khoan đất này là bằng khoan đất của nhà máy sợi Liên Sơn. Đỗ Bang có hẹn gặp em mấy lần, cũng vì muốn bàn chuyện với Phùng Kính Nghiêu. Không phải chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao? Đúng là xong rồi, nhưng mà Phùng Kính Nghiêu giữ lại bằng khoáng đất, tại chưa lấy được chức qua đổng. Thật ra theo em thấy thì cách làm của Phùng Kính Nghiêu đối phó được với những người thường, chứ còn tuổi tay chưa chắc có tác dụng. Trong mắt bọn người ngoại quốc, Phùng Kính Nghiêu không phải là một nhân vật quan trọng. Họ muốn ra tay cũng không phải là chuyện không thể. Nếu cả bến Thượng Hải đúng là đột thực, cho nên mới nói bến Thượng Hải là thiên đường, cũng là địa ngục. Không ai khống chế được tình hình một cách tuyệt đối. Anh đi đâu vậy? Anh muốn đi gặp Phùng Kính Nghiêu. Cứu Trình Trình trước rồi tính sao? Có cần em đi với anh không? Không cần được. Có chuyện gì em gọi điện cho anh. Anh Cường. Anh Cường. Ông Phùng à, ông đừng lo lắng quá. Dù gì Đỗ Bang cũng đã đưa ra điều kiện rồi. Thứ đó vẫn còn ở trong tay chúng ta. Bây giờ cô hai không có nguy hiểm gì đâu. Thế lực lớn, thế lực nhỏ tấn công cùng lúc. Theo anh chúng ta phải làm sao đây? Chuyện trước mắt đương nhiên phải cứu cô hai trước rồi. Ông Phùng, theo tôi thấy, tạm chấp nhận giao bằng khoáng đất cho chúng đổi lấy cô hai. Con bé Trình Trình này làm tôi tức sắp chết rồi đây nè.
từ Bắc Bình về chưa được mấy ngày. Đã bị ba vụ rồi. Nhưng lại không thể để nó bị sơ sẩy gì. Không thể để cho nó gặp chuyện bất trắc gì được. Chuyện bằng khoáng đất cũng không thể để cho tên chó ngoại quốc đó được vừa ý. Nếu không thì còn làm ăn gì ở bên Thượng Hải này. Không còn mặt mũi ở đây để mà làm ăn nữa rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Sự việc đã tới nước này rồi. Chúng ta cũng đã đối lập ra mặt với người Pháp. Tụi nó có lấy được miếng đất này hay không? Thì tên Đỗ Bang này cũng là kẻ đối đầu của chúng ta. Chuyện đó là đương nhiên. Chức vụ hoạt động đó coi như cũng không thành rồi. Chắc chắn là hắn muốn tôi chết sớm một chút. Tôi chết rồi, hắn ở bên Thượng Hải mới có thể ngủ yên giấc được. Nhưng mà tôi chắc chắn phải cho hắn biết là hắn dám đối đầu với tôi thì sau này đừng hòng được ngủ yên nữa. Vậy ý của ông có phải là dọn món đó lên cho hắn dùng không? Dám cản đường tôi thì tôi nhất định sẽ cho hắn cuốn gói về quê. Tôi hiểu rồi, tôi đi lo liệu ngay. Ê. Hả? Đây là chuyện thứ hai. Chuyện trước mắt là phải cứu Trình Trình về đã. Vậy thì phải phải lấy bằng khoáng đất ra rồi. Hồi nãy anh cũng nói rồi mà. Bằng khoáng đất đó chỉ là một tờ giấy thôi mà. Tụi nó muốn lấy thì cứ việc cho tụi nó đi. Nếu đã quyết định như vậy thì ông phải đích thân đi nói với Đỗ Bàng. Cứ để hắn tưởng chúng ta sợ hắn rồi và chúng ta đang làm theo điều kiện của hắn. Alo, xin chào một lát. Ông Đỗ Bang à? À, trong tay tôi có cái mà ông muốn có đó. Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với ông. Tôi rất muốn bàn với ông, nhưng ông không muốn bàn với tôi. Cho nên ông mới bắt cóc con gái của tôi à? Không không, tôi tuyệt đối không bắt cóc con gái của ông đâu. Tôi tới từ quốc gia văn minh mà. Bằng khoáng đất tôi đưa ông, con của tôi, ông đưa nó về bình an cho tôi. E là có chút hiểu lầm rồi. Miếng đất là của tôi, bằng khoáng đất cũng là của tôi. Nếu ông đồng ý trả bằng khoáng đất lại cho tôi thì tôi sẽ giúp ông tìm lại con gái của ông. Vì dù sao vụ bắt cóc cũng xảy ra trên tù giới Pháp. Tôi có thể đôn đốc phòng tuần bổ điều tra giúp ông. Được. Tốt lắm. Coi như tôi đánh giá ông thấp rồi. Tốt. Chào ông. Thì chó ngoại quốc tạp chủng này. Nè. Ồ, anh Hứa. Anh Hứa.
Ông Phùng, Hứa Văn Cường tới rồi. Ông Phùng, ông Phùng, bây giờ khắp Thượng Hải đều biết Chu Nhuận Cửu đã bắt cóc Phùng Trinh Trinh. Hắn phá hỏng quy định trên giang hồ, ai ai cũng có quyền giết. Ở tù giới pháp, người duy nhất cứu nổi hắn chính là Đỗ Bang. Cho nên bây giờ hắn muốn có nhất chắc chắn cũng là thứ Đỗ Bang muốn có nhất: bằng khoan đức. Ý của cậu là? Ông Phùng, chuyện nào quan trọng hơn? Ông biết rõ hơn tôi. Giờ Trình Trình đang rất nguy hiểm, tôi xin ông giao bằng khoáng đức cho tôi. Chắc chắn không? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Chú Tường à? Dạ. Theo chú, bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Lấy bằng khoáng đức. Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn ông Phùng. Ông Phùng, tôi có thể bảo đảm với ông một điều: dù tôi phải đánh đổi bằng mạng sống của tôi thì cũng sẽ đưa Trình Trình về đây. Tốt lắm. Tôi đi trước đây. Khoan đã. Đinh Lực bị Kim Đại Trung tống vào phòng tùng bố rồi. Tôi đã liên hệ với Mã Tổng Tham Trưởng. Anh đem theo 300 đồng đại dương chuộc cô ấy về đi. Tôi biết rồi. Tôi thấy ông Phùng Kính Nghiêu rất đúng với một câu nói xưa của Quý Quốc là bản lĩnh cùng kiệt. Bây giờ Phùng Kính Nghiêu chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo ý của ông mà thôi. Hai tay dâng bàn khoan đất cho ông. Nếu bây giờ hắn đã chào thua ông rồi, vậy thì ông cứ ngồi ở nhà chờ tin tốt lành đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết cho xong chuyện này. Lấy được bằng khoán đất rồi lập tức đem tới cho ông. Ông Chu, tôi đánh giá rất cao biểu hiện của ông trong việc xử lý chuyện lần này. Ông có năng lực giải quyết những chuyện này một cách hoàn mỹ. Tôi nghĩ sau khi xong việc, tôi sẵn sàng hợp tác nhiều hơn với những người giống như ông đây. Ông Đỗ Bang đúng là quá khen rồi. Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định phải làm cho tốt. Thứ mà ông muốn có, tôi sẽ đích thân đem tới giao tận tay cho ông. Vậy tôi chờ tin tốt lành. Tôi hiểu mà. Vậy ông Đỗ Bang à, chào ông. Tạm biệt. Chú Cửu. Kim Mập à, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Ông lấy bằng khoáng đất của ông, tôi lấy mạng của hai tên đó, lấy lại lệ đô. Nhưng tại sao chuyện của ông thì giải quyết rốt ráo quá, còn chuyện của tôi thì không thấy đả động gì tới? Nói bậy. Kim Mập à, tha được cho người ta thì cứ tha đi, đừng có làm người mà đoạn tuyệt quá, cô biết hay không? Lần này tôi lấy lại lệ đô giùm cho anh chính là để cho hai thằng nhóc chết tiệt đó biết mặt. Nếu anh cứ dồn ép Phùng Kính Nghiêu quá thì anh sẽ không được lợi lộc gì đâu hả? Phùng Kính Nghiêu hắn là cái thá gì chứ, cùng lắm thì liều mạng với hắn luôn.
Một mạng đủ một mạng, có ai sợ ai. Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí này với tôi nữa. Lần này cũng tại anh mà chút nữa đã làm hỏng chuyện rồi. Anh phá đám kiểu này làm cho tôi không còn đường nào để rút lui. Bây giờ chỉ còn chơi ngoài sáng với Phùng Kính Nghiêu. Đi một con tốt, đi một con mã, Phùng Kính Nghiêu sẽ thấy rõ. Nguy hiểm biết mấy, mệt biết mấy, khó biết mấy. Tôi thấy lần này có thể lấy được bằng khoáng đất là hay lắm rồi. Vậy lần này tôi lại không kiếm chác được gì hết hả? Kim Mập à, mặc dù anh không nghe lời tới như vậy, lại thích đi sinh sự với người ta, nhưng mà tôi là người trọng bằng hữu, có nghĩa khí và rất giữ lời. Cho nên chuyện tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Anh cứ yên tâm đi, Lệ Đô chắc chắn sẽ về tay của anh. Anh không tin chú Cửu này hay sao? Chú Cửu, coi chú nói kìa, làm gì có chuyện không tin chú chứ. Tôi cũng đã nói rồi, chú như cha ruột của tôi, như mẹ ruột của tôi mà. À, được rồi, được rồi, được rồi. Vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm sao? Canh chừng Phùng Trình Trình cẩn thận cho tôi trước. Sáng sớm ngày mai, đưa cô ta tới cầu ngoại bắt đầu ở bến cảng, đổi bằng khoáng đất về đây. Hả? À, còn Lễ Đô? Chúng ta đang dựa vào người ngoại quốc mà. Anh cứ làm hài lòng ông Đỗ Bang trước đi. Có người ngoại quốc làm hậu thuẫn, Phùng Kính Nghiêu hắn dám không trả Lệ Đô lại sao? Bước kế tiếp sẽ tới lượt Phùng Kính Nghiêu và Hứa Văn Cường sẽ không được yên thân đâu. Chú Cửu à, chú coi, đầu óc chú đúng là tốt hơn tôi nhiều. Sao tôi không nghĩ ra được chuyện này? Kê Mập à, nếu chuyện gì anh cũng nghĩ ra được thì tôi phải gọi anh là chú Cửu rồi. Thời buổi bây giờ không thể chỉ dựa vào cơ bắp được, mà còn phải biết động não. Lần này chúng ta mượn sức của người Pháp, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó hay sao? Chú Cửu à, chú á, tài thiệt đó nghe. Kê Mập à, cũng đừng có vui mừng quá sớm. Có một chuyện anh nhất định phải làm bằng được cho tôi. Là chuyện gì vậy? Dạ sao? Đây là một quả cân rất quan trọng. À, vào lúc mấu chốt sẽ có ích cho chúng ta đó. Làm thế nào? Có tin của cổ rồi hả? Chú Cửu đâu? Đi lần bị bắt rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tới đây vì chuyện này. Đưa tôi đi gặp ông ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa tôi đi gặp ông ấy. Anh đi theo tôi. Chú Cửu à, Hứa Văn Cường tìm chú có chuyện. Hàng Lâm, cậu đi làm việc đi. Người đâu? Đinh Lực hành hung đánh người giữa đường, ngông cuồng lắm đó. Đừng nói nhiều, lập tức thả nó ra. Lát nữa anh đi làm thủ tục đi. Còn có chuyện này. Chuyện gì? Muốn có không? Đem người tới đổi. 7 giờ sáng ngày mai, địa điểm ông chọn.
Được, mau lẹ lắm, cứ quyết định như vậy. Tôi nói ngay từ đầu với ông trước, nếu cô Phùng có bất cứ sơ suất gì, đừng trách tôi không khách sáo. Anh Hứa Văn Cường, tôi cũng cho anh biết, lão cửu tôi làm việc rất tuân theo quy tắc. Tôi chờ điện thoại của ông. Nói mai với lãnh sự quan Pháp cho tôi, tìm ông Đỗ Ban. Hiểu rõ hết chưa? Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Được, đi đi. Dạ. Đại ca, tìm em hả? Có phải lúc trước Đinh Lực bán trái cây ở khu cầu quản lý không? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ thằng nhóc này ăn nên làm ra, khác xưa rồi. Nhà của nó vẫn còn ở Sạp Bắc chứ? Chắc là còn á. Sáng ngày mai cậu chịu khó một chút. Hiểu rồi. Đi đi, xong chuyện lập tức về đây ha. Anh yên tâm, sáng ngày mai trao đổi. Tôi đang chờ điện thoại của hắn. Không cần đâu, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Trình Trình trở về an toàn. Bảo lãnh Đinh Lực ra rồi, bên phía chúng ta cũng đã chuẩn bị xong hết. Hãy Hứa Văn Cường đi thì chúng ta sẽ biết địa điểm nơi tiến hành trao đổi liền. Tôi chỉ sợ là tay Nhuận Cửu này với Kim Đại Trung, cậy tụi nó người đông thế mạnh, không nghe Hứa Văn Cường, không chịu thả cô hai về, vậy bằng khoáng đất sẽ... Đỗ Ban chắc chắn không lộ diện. Kim Đại Trung muốn làm cái gì thì chúng ta thừa biết. Bằng khoáng đất chẳng qua chỉ là sợi dây dẫn. Cho nên A Tường, dạ, lần này anh phải đích thân ra tay rồi. Được, nhất định phải hành động trước lúc Kim Đại Trung ra tay. Ừ. A Tường, dạ, anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Ừ. Năm nay cũng đã 64 rồi. Suốt những năm qua chịu bao sóng gió, vất vả cho anh. À, ông Phùng đừng có nói như vậy. Chuyện muốn lấy được cái chức Hoa Động đúng là đã thành tâm bệnh của tôi luôn rồi. Mà tôi cũng chỉ không muốn để các anh em chúng ta đi theo tôi để làm những vụ lung tung này. Bây giờ đã có một gia nghiệp lớn mạnh như vậy, nếu được làm Hoa Động thì các anh em mình có thể đi theo tôi làm ăn một cách đường đường chính chính, sống một cuộc sống yên ổn, không còn chém giết gì nữa. Không ngờ tôi lại để cho mọi chuyện trở nên tệ hại như ngày hôm nay. Cẩn thận. Ừ. Tôi thấy bác cũng khỏe mạnh lắm đó. Cũng đã ngần tuổi này rồi, sống được ngày nào hay ngày đó. Lực nhà bác đúng là càng ngày càng phát đạt. Chắc là bác không có ở đây lâu nữa rồi. Đúng là nó có kêu bác dọn đi mấy lần, nhưng bác không muốn đi. Có nhà lầu bác không muốn đi hưởng thụ hay sao?
Sống ở đây quen rồi, không nỡ dọn đi chỗ khác. Hơn nữa thằng Lực vừa mới làm ra chút tiền thôi, tôi phải xài tiết kiệm một chút chứ. Bác coi như được hưởng phúc dày già rồi đó. Cũng nặng lắm đó, kéo từ từ nha. À, dạ. Nè. Ê. Anh là... Mẹ! Bỏ lên! Bỏ lên! Đi! Anh Cường à? Hay là anh ngủ một lát đi? Em canh chừng điện thoại cho. Không cần đâu, em ngủ một lát trước đi. Lau mặt đi, thức suốt đêm rồi. Anh Cường, cô Phùng vừa mới từ Bắc Bình về đây đã xảy ra 3 vụ rồi. Gan thằng chó mập nó cũng lớn thiệt. Con của ông Phùng mà hắn cũng dám bắt cóc nữa. Lần này cứu được cô Phùng về rồi, phải giết thằng chó mập đó, băm nó thành 100 mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn luôn. Nếu cô ấy không phải là con của Phùng Kính Nghiêu thì cũng không gặp phải chuyện này. Anh Cường, lần này mà cứu được cô Phùng á thì anh phải đối xử tốt với người ta đó nghe. Cô Phùng tốt với anh là thật lòng đó. Alo. 7 giờ, cầu ngoại Bách Độ, chỉ anh và Đinh Lực thôi. Được. Chú Tường, 7 giờ, cầu ngoại Bách Độ. Bên đó có tình hình gì lập tức gọi điện về nhà báo liền. Lực à, đi thôi. Bảy giờ, cầu ngoại Bách Độ, dẫn theo nhiều người vào ha. Dạ. Chừng nào ông Phùng dậy, lập tức báo lại. Dạ, chú Tường. Vết thương quen bây giờ sao rồi? Không sao đâu anh Cường. Anh Cường à, tụi nó chỉ kêu hai anh em chúng ta tới đó là ý gì vậy? Em quên rồi sao? Kim Đại Trung muốn lấy mạng của hai chúng ta. Bây giờ Lão Cửu với Kim Đại Trung gây ra một chuyện lớn tới vậy, Đỗ Bang là chỗ dựa duy nhất của chúng. Anh sợ là nếu Đỗ Bang không xuất hiện thì có đưa bằng khoáng đất cho chúng, chúng cũng không buông tha Trình Trình đâu. Vậy bây giờ tính sao? Chơi với tụi nó sao đây? Muốn lấy được bằng khoáng đức, trước phải ngã giá với Đỗ Bang, xong mới lấy Trình Trình ra uy hiếp ông Phùng. Chỉ cho hai chúng ta tới đó, chứng tỏ chúng muốn giở trò rồi. Cũng lắm bỏ mạng thôi. Không sao đâu, chỉ cần bằng khoáng đức nằm trong tay chúng ta thì chúng không dám làm gì. Hơn nữa chúng mà ra tay thì sẽ lộ sơ hở, tới lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến, hãy có cơ hội thì ra tay. Anh Cường, em nghe theo anh. Anh nói sao thì làm vậy đi. Tới lúc đó anh ra hiệu em làm theo.
Trời, cậu nói sao vậy? Trời ơi, chảy máu quá trời. Quý à? Quý. Có chuyện gì vậy? Quý. Xảy ra chuyện gì vậy? Quý. Sao vậy? Hả? Nói với anh Cường, xảy ra chuyện rồi. Kim Đại Trung, ông đối xử với hai cô gái dễ thương vậy sao? Bỏ tay ông ra ngay, đừng đụng cô ấy. Anh hứa à, anh đúng giờ thật đó. Bằng khoáng đất ông muốn tôi đem tới rồi, mau thả người ra. Ê, anh hứa, anh cần gì phải vội, tôi cũng chỉ được người ta ủy thác thôi. Đợi người ta lấy được bằng khoáng đất rồi tôi sẽ thả người. Ông thả người ra trước đi. Lấy được bằng khoáng đất rồi tôi lập tức thả người. Thằng chó mập, tụi tao dựa vào đâu mà phải tin mày chứ? Đổ bang đâu? Không có đổ bang cũng không có bằng khoáng đất đâu. Mẹ nó. Hai thằng chết tiệt, lông cánh mọc chưa đủ mà dám ra vẻ đại ca trước mặt tao à? Kim Đại Trung, coi chừng súng của tôi sẽ bóp cò. Văn Cường à, mà cả chúng tôi đi, các anh đi đi, hắn không dám đánh chúng tôi đâu. Mày, ông không muốn chết chứ? Chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên, chồng lên. Kim Đại Trung, lập tức thả người. Tôi mà thả không phải tôi sẽ chết liền sao? Chết hay không chết tùy vào cách ông làm thôi. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cũng may tôi còn một con ách chủ bài. Cô mà, đưa người ra đây. Mẹ, thằng chó mập này tao giết mày chết, tao giết mày chết. Đinh Lực, phải cứu cô Phụng trước. Vậy là ý gì chứ? Mẹ tôi nằm trong tay của hắn kìa. Ông Phụng nói rồi, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô hai trước. Hôm nay ai dám không cứu mẹ tôi sẽ giết chết. Lực à, mặc kệ mẹ. Hứa Văn Cường, các người làm phản sao? Chú Tường, Đinh Lực là anh em của tôi. Lực, Văn Cường, mặc kệ mẹ, mặc kệ mẹ đi. Đinh Lực, đã không có ai lo cho mẹ của mày thì tao tiễn bẫy lên đường vậy. Khoan đã. Kim Đại Trung, không phải muốn lấy mạng của tôi sao? Bằng khoáng đất cũng đang ở chỗ tôi. Vậy đi, chúng ta thỏa thuận như vậy. Ông thả hết họ ra, tôi làm con tin của ông. Tôi có thể bảo đảm ông được an toàn. Đúng là một câu nói đùa mắc cười. Thả Phùng Trình Trình hả? Mạng của anh đáng giá bao nhiêu chứ hả? Nếu tôi mà thả Phùng Trình Trình ra rồi á thì chưa kịp đi khỏi đây á đã mất mạng rồi. Cổ,
phải đi theo tôi. Hay là vậy đi, ông thả Bác Đinh với U Nguyệt Kỳ ra trước, tôi với cô Phùng làm con tin của ông. Vậy thì ông yên tâm được rồi chứ. Được, có nghĩa khí, tôi khâm phục, cứ làm vậy đi. Côn, thả bà già với con nhỏ kia ra. Anh lại đây. Anh Cường. Lực, chăm sóc mẹ cho tốt. Mẹ. Lực. Mẹ. Lực. Văn Cường. Lực. Mẹ. Lực. Đem dấu thứ mạnh đưa cho em. Đi. Anh Cường. Đi. Đi. Mở lên. Đi. Dỗ cho tên Hứa Văn Cường. Kim Đại Trung cũng không phải thằng không có đầu óc. Biết dở trò này với tôi. Người chơi ưng bị ưng mổ trúng mắt rồi. Xem ra số Phùng Kinh Nghiêu tôi phải chịu kiếp nạn này rồi. Nóng vội nên hư chuyện. Ông Phùng, bây giờ chỉ có thể bàn với Đỗ Bang thôi. Vào trong. Đi, nhanh lên. Đi vào. Vào trong, nhanh lên. Con biết phải lịch sự với con gái một chút không? Đừng có nói nhiều ở đây. Vào trong. Muốn bị đạp hả? Vào trong đi. Trinh Trinh, tới đây đi. Vào trong. Nhanh lên. Đừng có giở trò đó. Ở yên trong này đừng có hòng giở trò đó nghe. Không sao chứ? Còn anh? Không có chút vấn đề gì hết. Thứ anh đưa cho em lúc nãy đâu? Ở trong tay áo của em. Đưa cho anh. Ngồi xuống đi. Tờ giấy này là gì vậy? Bằng khoản đức của nhà máy sợi Liên Sơn, tụi nó bắt cóc cô là để ép ba của cô giao tờ giấy này ra. Không được để tụi nó biết tờ giấy này nằm ở đây. Khi nào tụi nó chưa lấy được thì tụi nó không dám làm gì chúng ta. Có muốn dựa vào người anh không? Vậy sẽ dễ chịu hơn. Cứ thử xem. Ông Đỗ Bang, Phùng Kinh Nghiêu không giữ lời hứa. Cái người đông thế mạnh muốn cướp lại con gái của hắn. Nhưng mà hắn đã lập to rồi. Bằng khoáng đất, tôi chỉ quan tâm bằng khoáng đất. Ông Đỗ Bang, tuy chúng ta chưa lấy được bằng khoáng đất, nhưng mà con gái của hắn vẫn ở trong tay của chúng ta.
Bây giờ trong lòng Phùng Kính Nghiêu nóng như lửa đốt. Hắn đã thua một nước rồi. Cho nên tôi nghĩ, nếu hắn vẫn không chịu làm đúng theo điều kiện, thì chúng ta chỉ còn cách giết chết con tin thôi. Hắn vốn là dân giang hồ nên hắn thừa biết điều này. Cho nên tôi nghĩ, bây giờ hắn chỉ còn một con đường duy nhất, chính là ngoan ngoãn giao bằng khoáng đất ra. Trừ phi hắn không màng tới con gái ruột của mình. Các ông có câu nói đêm dài lắm mộng. Sao cũng được, miễn là tôi lấy được bằng khoáng đất nhanh nhất. Ngoài ra, còn chuyện gì cần tôi làm nữa không? Ông Đỗ Bang, bây giờ chúng tôi cần ông đích thân ra mặt bảo vệ cho chúng tôi. Ít ra phải bảo đảm chúng tôi được an toàn ở khu thôn giới Pháp. Bây giờ đâu đâu cũng là người của Phùng Kính Nghiêu. Nếu không thể bảo đảm được sự an toàn cho chúng tôi, thì vụ giao dịch này không thể hoàn tất được đâu. Được rồi, tôi sẽ đánh tiếng với bên chính phủ các anh để bảo đảm các anh được an toàn. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy miếng mồi tới miệng lại biến mất đâu. Ông cứ yên tâm đi. Lần này tôi nhất định. Chú cũ, ông ấy nói sao? Anh không cần lo gì hết. Canh chừng chúng cho kỹ là được rồi. Đừng để chúng trốn thoát. Cũng không được làm chúng bị thương. Được, làm theo lời của ông. Lần này tôi bắt Phùng Kính Nghiêu phải quỳ xuống giáng sinh tôi. Alo. Ông Đỗ Bang, ông Henry có tôi nhắn với ông. Nếu ông vẫn không lấy được miếng đất đó, thì công ty Berkeley sẽ hủy bỏ số tiền đầu tư vào dự án này đó. Cảm ơn anh. Anh bạn của tôi nhờ anh nhắn với Henry, nói rằng trong vòng 3 ngày tới tôi nhất định sẽ lấy được miếng đất này. Được. Tạm biệt. Tên cũ có tới đó không? Dạ không có. Ông Phùng, chú Tường, nói mau lên. Lúc nãy người chúng ta cho đi theo dõi gọi điện về báo xe của Kim Đại Trung chạy vào khu vực kho chứa hàng ở Sạp Bắc thì bị mất dấu. Vô dụng. Chúng ta tăng cường người tới đó, lục soát từng căn, thế nào cũng sẽ tìm ra thôi. Tụi nó đang chờ tôi đích thân đi cầu xin tụi nó đó. Kim Đại Trung với tình cứu phải nhờ Đỗ Bang đứng ra bảo vệ, cho nên tụi nó phải làm việc theo yêu cầu của Đỗ Bang. Thứ Đỗ Bang cần là bằng khoáng đất, cho nên chỉ cần bằng khoáng đất còn ở trong tay chúng ta thì tụi nó không dám làm gì trình trình đâu. Tường à, mấy năm qua tôi không có cúi đầu trước bất cứ ai phải không? Nhưng lần này thì không chắc rồi. Vì tính mạng của Trình Trình, chắc tôi không làm sai chuyện gì chứ? Ông Phùng, ông không làm sai đâu. Cô hai nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Nhất định. Chuyển lời ra ngoài, nói bằng khoáng đất vẫn ở trong tay tôi. Được. Tới tòa soạn một chuyến. Anh cho đăng một bài báo, nói là ngày mai tôi sẽ bán đấu giá miếng đất của nhà máy Liên Sơn. Ông Phùng, chuyện này... Thục tuệ, em theo anh sống vất vả cực khổ, nơm nớp lo sợ suốt mười mấy năm trời. Từ lúc được hưởng phúc thì em lại bỏ anh đi. Anh thường hay thề trước mặt em rằng, anh nói anh sẽ không để cho con chúng ta bị lôi cuốn vào chuyện của anh không để nó gặp bất cứ nguy hiểm gì,
anh sẽ cho nó sống một cuộc sống được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng mà lần này sợ là anh đã thất hứa rồi. Tụi nó dám đụng tới Phùng Trình Trình, anh sẽ cho tụi nó máu chảy đầy đất. Xin em đừng có trách anh. Phù hộ anh, phù hộ con của chúng ta. Nếu có em ở bên cạnh thì hay biết mấy. Đi, chúng ta về đi. Đi 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 đi, về nghỉ thôi. Có dễ chịu hơn không? Ừ. Em lạnh không? Không lạnh. Lưng của anh ấm áp lắm. Trình Trình, em có sợ không? Lúc mới đầu có hơi sợ, nhưng giờ hết sợ rồi. Tại vì có anh ở bên cạnh em thì em không sợ gì hết. Em luôn tin chắc là anh nhất định sẽ tới cứu em. Anh đâu có tốt như em nói. Ở hiền gặp lành mà. Chúng ta đều là người tốt, Thượng Đế không bỏ mặc chúng ta đâu. Thượng Đế nhất định sẽ cho người tới cứu chúng ta. Hy vọng là vậy. Trình Trình, anh thật không ngờ em lại kiên cường tới vậy. Cứ như là em không sợ trời cũng không sợ đất. Bây giờ em không những không sợ, mà còn hy vọng có thể ở đây mãi mãi nữa. Tại sao vậy? Như vậy thì từng phút giây cũng được bên cạnh anh, khỏi phải đi khắp nơi tìm anh, cũng không cần phải đứng ngoài cổng nhà hát chờ anh. Cho anh xin lỗi, cũng tại anh không tốt. Nếu anh tới đó sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Họ muốn bắt em để đổi bằng khoáng đất. Anh có xuất hiện hay không thì họ cũng sẽ tìm được cách bắt em. Anh đừng tự trách mình, không liên quan tới anh. Trình Trình, cả ngày em mệt rồi, chợp mắt một lát đi. Không ngủ được. Bây giờ em cảm thấy vui lắm. Anh kể một câu chuyện cho em nghe nhé. Chuyện kể Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sao Hòa Thượng, bốn sơ đầu họ đang trên đường tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Họ tới một nơi có tên là Dương Bá Trang. Giá đất Thượng Hải có khả năng tăng cao,
Tiếng động gì vậy? Hả? Ra ngoài coi mau lên, mau lên. Đứng dậy, đứng chạy, nhanh lên. Mau lên, coi đi, nhanh lên. Hai đứa bay qua bên kia coi thử. Đi, dạ. Bên này. Dạ. Dạ. Em làm sao vậy? Vừa nằm mơ. Mơ thấy gì? Mơ thấy có người đuổi theo em, trên tay cầm một khẩu súng. Em chạy thục mạng. Anh, ba em, Đinh Lực đều không có ở đó. Bọn họ muốn giết em. Em ngốc quá. Không phải anh đang ngồi kế bên em sao? Anh cũng hay gặp ác mộng lắm. Người già thường nói mơ trái với thực tại. Nhưng mà có lúc mơ cũng là điềm báo trước tương lai mà. Văn Cường, nếu có ngày đó thật sự thì anh có bỏ mặc em không? Đương nhiên là không rồi. Nếu ngày đó có xảy ra thật thì anh bảo đảm anh nhất định sẽ cứu em. Nếu anh không cứu nổi em thì sao? Nếu anh không cứu nổi em được thì anh sẽ chết cùng với em. Không được. Em muốn chúng ta phải sống thật khỏe mạnh. Em muốn chúng ta sống khỏe mạnh suốt đời. Được. Được rồi. Em sẽ không sao đâu. Em nhất định sẽ không sao. Làm sao anh biết được em sẽ không sao? Không phải em tin tưởng anh lắm sao? Văn Cường, em không muốn chúng ta chết. Em muốn được sống vui vẻ ở bên cạnh anh. Anh nói chúng ta có chết không? Yên tâm đi, không có đâu. Đừng khóc nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ không chết. Không phải em nói rồi sao? Dù là lúc nào đi nữa, em cũng sẽ tin anh mà. Không phải em tin có sự tồn tại của Thượng Đế sao? Anh nhớ anh có đọc một cuốn thánh kinh. Thánh kinh nói là lúc chúng ta gặp khốn khó, Thượng Đế sẽ giáng trần. Người sẽ xuống nhân gian cứu vớt người đời. Em là người rất tốt. Thượng Đế chắc chắn sẽ không để em chết. Thượng Đế sẽ phù hộ người tốt, sẽ phù hộ em. Tin anh đi.
Ông Phùng à, tình đấu giá miếng đất đó đã được đăng lên trình báo rồi. Tốt lắm. Lần này Đỗ Ba ngồi không có yên rồi. Bên đó có tin tức gì không? Bây giờ vẫn chưa có. Tôi có cho thêm người tới đó, dù nó có chui xuống dưới đất thì tôi cũng sẽ moi nó lên trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Có thể lục soát thêm lần nữa. Được. Được. Bán đấu giá nhà máy Liên Sơn đây, mua báo đi. Nè nhỏ, một tờ đi. Mời chào. Đây là tờ báo mà Ma Lệ Sĩ kêu người đem tới cho ông. Đồ cáo già. Nói máy cho tôi gặp Phùng Kính Nghiêu mau lên. Alo. Tôi là Đỗ Bang đây. Dạ chào ông. Đỗ Bang. Alo. Ông Phùng đi vắng rồi. Ông có chuyện gì cứ nói với tôi nhắn lại cho ông Phùng. Tôi muốn bàn chuyện bằng khoáng đất với ông Phùng. À, dạ được. Và chuyện con gái ông ấy. Dạ được. Dạ phải phải. Đỗ Bang muốn bàn với ông về chuyện bằng khoáng đất và Trình Trình.